Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Kimotun. Ở clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em độ những cái quả bi như thế này vào cái bộ pha đèn của chúng ta. Ở đây là do cấu hình của chủ xe tự lựa chọn. Thì clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em độ một cái quả bi vào trong cái cúp pha như thế này. Đây là cái pha của F450. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em độ vào cái pha của con X135. Rồi, trước tiên là chúng ta để xem qua cái cấu hình của chủ xe tự lựa chọn. Thì chủ xe thích một cái quả bi gầm dành cho xe hơi. Ở đây là cái quả bi gầm có mã là M617. Đó. Thì cái quả này nó sẽ có cái đường cắt phẳng rất là đẹp, pha cốt rất là đẹp, độ sáng trụ. Và cái bi này nó sẽ là chống nước IP67, cho nên là sẽ không bị vào nước. Và cái bi này nó sẽ có một cái độ đưa ánh sáng ra cực kỳ là đẹp, bởi vì là cái đường bi này nó sẽ có cái đỉnh rất là cao nhô dài như này, thì cái phần ánh sáng nó đưa ra nó sẽ đẹp hơn những cái bi bình thường khác. Và cơ bản là chống nước nhỏ gọn ngắn, cái khẩu độ này nó ngắn nên lắp vào xe nó sẽ phù hợp với cái xe của con F135 đời 5 số. Và tiếp theo là chủ xe có lựa chọn một cái vòng AE phát sáng màu trắng ở đây. Và chủ xe có lựa chọn thêm một cái vòng mắt quỷ màu xanh băng ở đây. Và sẽ có thêm một bộ dây chóa xi trắng để che bi như thế này. Đối với cái loại bi này thì không cần thiết anh em nhé. Những cái loại bi kia thì sẽ phải cần những cái chụp như thế này để nó che những cái khuyết điểm ở trong này đi. Rồi thì mình sẽ lấy cho anh em coi một cái quả bi cần phải che nó sẽ là như thế nào. Đối với những cái quả bi xenon thì nó sẽ hở như thế này, cho nên là khi anh em lắp vào thì cái phần ánh sáng này nó sẽ lọt ra ngoài, nên nó bắt buộc phải lắp những cái chụp như thế này vào. Hoặc là những cái quả bi led ấy, ở đây mình đang có quả bi led này thì nó cũng khá là nhỏ gọn, nhưng mà khi mà chúng ta không lắp chụp vào thì nó sẽ, phần ánh sáng này nó sẽ lọt ra ngoài cực kỳ là xấu, cho nên sẽ phải lắp chụp. Còn đối với những cái quả bi gầm như thế này thì chúng ta không cần lắp cái chụp này luôn, bởi vì là cái phần này nó đã đóng kín rồi và nó cách nước hoàn toàn, cho nên là chúng ta không cần thiết. Và những cái vòng AE hay là vòng mắt quỷ thì chúng ta sẽ phải dán ở ngoài chứ không cho vào trong này được. Còn ở những cái phần bi xenon hay là phần bi led này thì những cái phần này người ta tháo rời ra được này. Đó, bắt ốc ở đây thì tháo rời ra được thì chúng ta sẽ dán cái vòng mắt quỷ ở trong. Đối với lại cái thằng bi gầm thì không thể dán được vào trong vì nó đã cách nước rồi, chúng ta sẽ bắt buộc phải dán ở ngoài. Nhưng mỗi cái nó sẽ có một cái đẹp riêng của nó. Rồi thì đây là sẽ là cái pha của con F135 hàng chính hãng. Đồ IA thì ít có cái đồ vớ vẩn ở ngoài lắm. Rồi thì clip này là mình sẽ hướng dẫn anh em độ vào cái pha này. Đây là cái pha zin ở trên xe. Đó, thì anh em có thể là căn cho mình như này. Đây là cái pha zin ở trên xe. Thì khi chúng ta nhìn ra đằng sau này, ở đây nó sẽ là đuôi bóng, và nó sẽ có thêm một cái rắc để cắm vào cái bóng này. Thì chúng ta sẽ căn nó dài như thế này. Thì khi chúng ta đo thì chúng ta nên đo là từ chỗ này làm cữ chẳng hạn thế, mà ra đến cái khoảng tầm như thế này. Đó, thì nó sẽ không bị đụng vào cái phần ghi đông xe của các bạn. Thì chúng ta làm, chúng ta cho cái quả bi này vào, chúng ta sẽ phải căn như thế nào đó để cái chiều dài nó phù hợp, nó không dài quá cái mức quy định thì nó sẽ cấn vào cái ghi đông xe cũng như là cái cụm đồng hồ xe của các bạn. Đó, thì anh em sẽ phải tính toán sao cho cái độ dài của cái phần bi nó sẽ chỉ tầm này thôi. Đó, nó thò ra đằng sau. Và chúng ta cũng phải tính toán là nó không bị cấn vào cái kính ở đây. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiến hành. Ở cái đoạn này thì mình sẽ quay nhanh, vì là clip trước thì mình đã chia sẻ cái cách mà bung cái pha này rồi, để làm những cái mạch tăng sáng hay là để tháo những cái phần chóa ở đây ra rồi. Rồi thì bây giờ là mình sẽ quay nhanh cái đoạn này. Staring through the orange forever.
is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Protect your soul.